Thưa quý vị và các bạn, cách đây 5-6 năm thì cuộc sống kỳ lạ của gia đình bà Nguyễn Thị Thành và ông Mai Văn Thái ở xã Thành Vân, nay là thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, bỗng nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội sau những câu chuyện đồn thổi, đượm màu điêu trai. Trên thực tế thì câu chuyện bắt đầu từ hồi đầu những năm 2000, khi đang từ một gia đình khá giả, bỗng nhiên gia đình bà Thành bán sạch trâu bò nhà cửa, rút vào lâm trường sống như người rừng. Không ai hiểu được điều gì đã xảy ra và người dân đã đặt cho họ cái tên bí ẩn, gia đình âm bình. Về sau, bà Thành, ông Thái mất thì đều được đưa về quê ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, mai táng. Song hai con của ông bà hiện vẫn tiếp tục cuộc sống ẩn dật, tuyệt giao với thế giới bên ngoài như cha mẹ của mình. Câu chuyện kỳ lạ này như thế nào? Kính mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Đây là nơi tách biệt với thế giới bên ngoài của bà Nguyễn Thị Thành và ông Mai Văn Thái trước đây. Khu vực lâm trường này cách thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa khoảng 2 cây số. Việc làm ăn đang lên, trở thành gia đình khá giả trong vùng. Nhưng năm 2001 thì gia đình bà Nguyễn Thị Thành bất ngờ bán sạch nhà cửa, trâu bò, rút vào rừng sống tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Số tiền bán được, cả nhà mua hàng vạn chiếc bát, hàng ngàn lưỡi cày, đồ sắt thép về chôn khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn hay treo cả lên cây. Thậm chí chất lên cao vút như cột thu lôi như thế này. Không, người ta không cần về đó, nhưng người ta muốn tìm hiểu là cái chuyện lạ này đấy rồi. Cho đến nay thì những người dân sống trong khu vực này vẫn chưa bao giờ tiếp cận được vào bên trong ngôi nhà. Câu chuyện này thì nó cách đây khoảng năm hơn 20 năm rồi. Nhà ba thì tất nhiên là kể ra là hai vợ chồng nhà Thành Thái đây này là gọi là bên lâm nghiệp mà bên công nhân gọi là giàu nhất ở khu này. Thì ngày xưa thì là cứ hết mua sắt thép bắt đầu về chôn chặt khúc cho đóng dưới đất, bắt đầu như mua cả cái bừa à cái cày ấy, lấy cày chọc lên như kiểu tên lửa ấy, bao nhiêu cột liền. Tôi cũng ở đây rồi hơn 20 năm rồi, đến 25 30 năm rồi. Nhưng mà ngày xưa tôi mua mấy nhìn cái bát ấy, còn nó đẹp ha. Tôi nên đấy. Mà tôi nên đấy, mà rút xuống đấy, tôi nên rút xuống đấy là mà vẫn không có đầy cái rỗ như thế này. Bây giờ bát ở dưới có vài hàng nghìn cái, không có loại bát Trung Quốc ấy, có hoa vân hoa đẹp ấy, mua vứt trong đấy ấy. Rồi ấy, bắt đầu là hết không mua bát nữa, là bắt đầu đi mua sắt, mua những cái loại sắt từ cấp sáu trở xuống, cấp sáu nhỏ nhỏ như cái đũa đấy, thì trở xuống những cái sắt li ti các buộc nhà đấy, đấy cái sắt đấy. Bắt đầu rồi nhà cứ chặt cứ lại cứ chặt để cứ ở đây rộng rạc lắm, mình có mỗi mình cái mình chủ yếu là chủ rộng rạc đó. Xong hết chặt cái sắt con đấy nhá, bắt đầu là đi mua cái lưỡi cày đấy, thì làm sai rất thường có đến 30 mét, 30 mét cái lưỡi cày rất trồng trồng như này, là có cái dây sắt buộc gì đấy cũng phải đủ đấy. Từ cuộc sống no đủ, giao thương với bên ngoài, bà Thành ông Thái vốn là cán bộ lâm trường Thạch Thành, bỗng chuyển sang cuộc sống tự cung, tự cấp. Chỉ hạn hữu khi mua muối hay nhu yếu phẩm, ông Thái mới lộ diện với lối ăn mặc kỳ dị, nhưng rất nhanh lại trở vào sống ẩn dật trong khu vườn bí ẩn. Bà Nguyễn Thị Thành và ông Mai Văn Thái với ba người con, Thành, Tâm, Toàn, họ đã biến ngôi nhà của mình, khu đất của mình ở, thành một ốc đảo hoang sơ, kỳ bí. Người trong gia đình gần như chỉ ở trong nhà và người bên ngoài cũng tuyệt đối không được xâm nhập. Họ cũng thay đổi phong cách ăn mặc, từ những người rất bình thường trở thành những người quần áo rộng thùng thình, sắt quấn quanh người, mũ được làm từ nhựa tự chế, trông không khác gì người rừng. Hơn 20 năm trước, người con thứ hai tên Tâm mất, cũng được chôn ngay trong khuôn viên khu vườn và giờ vẫn chưa được gì rời đi. Anh trai thứ ba đang ở đầu nóc nhà, đầu đầu hồi nhà ấy, dấu bốc hơn 20 năm rồi, dấu bốc. Vâng, có ba chị em mà, nhà ba ba chị em, Thanh, Tâm, Toàn, đấy ba chị em.
Kể từ khi câu chuyện này được phát hiện và gây xôn xao dư luận cả nước vào năm 2017, rất nhiều lần lãnh đạo huyện Thạch Thành và lãnh đạo thị trấn Vân Du, giám đốc lâm trường tìm cách tiếp cận để tìm hiểu, nhưng tất cả đều bị gia đình bà Thành ngăn cản ngay khi bước vào lãnh địa của họ. Từ đó mà đã xuất hiện rất nhiều lời đồn thổi kỳ bí với những màu sắc ma mị, bí ẩn, không thể lý giải về gia đình này. Vào năm 2022, bà Thành đột ngột qua đời và được họ hàng đưa về quê ở huyện Nga Sơn mai táng. Người thân cũng khai quật khu vườn bí ẩn và đào lên hàng chục tấn sắt thép. Sau đó tất cả sắt thép được trở về quê. Ông Thái và hai người con là chị Thanh và anh Toàn cũng rời bỏ khu vườn để về Nga Sơn sinh sống. Rất nhiều người đã hy vọng từ thời điểm này các thành viên còn lại trong gia đình bà Thành sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng ở quê được một thời gian ngắn, chị Thanh và em trai lại nhớ núi rừng Thành Vân, nhớ khu vườn họ đã gắn bó hàng chục năm qua và quyết định quay trở về Thạch Thành. Ông Thái cũng theo con quay về khu vườn bí ẩn. Đến cuối năm 2022, ông Thái mất lại được đưa về quê Nga Sơn mai táng. Còn hai chị em Thanh Toàn vẫn tiếp tục cuộc sống ẩn dật, tuyệt giao thế giới bên ngoài như trước của mình. Thưa quý vị và các bạn, nguyên nhân nào khiến gia đình bà Thành, ông Thái trở nên bí hiểm như vậy thì cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Và vì sống tách biệt, kỳ bí, ăn mặc như người xưa, nên người dân trong vùng gọi gia đình bà Thành là gia đình âm binh. Hiện tại, thế hệ thứ hai của gia đình là anh Mai Văn Toàn và chị Mai Thị Thanh vẫn chọn cách sống lập dị đó. Chỉ khác là khu vườn năm xưa đã được phát quang để trồng ngô, trồng sắn. Anh Toàn, chị Thanh chỉ quanh quẩn sống trong khu vườn, không cho bất kỳ ai tiến vào. Và trong căn nhà lập tôn bí ẩn họ đang sống thì chứa cái gì, không ai biết. Nhóm phóng viên đã thử tiếp cận nhưng bất thành. Ánh mắt dò xét, đề phòng, anh Mai Văn Toàn và chị Mai Thị Thành đến nay vẫn không muốn ai tiếp xúc gần hay bước chân vào trong khu vực mình sinh sống. Dù chúng tôi thuyết phục rằng chỉ muốn vào trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống, song luôn bị từ chối cương quyết. Nhìn thấy gia đình, hoàn cảnh gia đình chúng tôi ngay đây thì người ta thì sẽ đến khám phá coi lạ như thế nào. Không thì lúc đó là người làm bị phức tạp thì không, cái đó là bọn em nói thật đấy. Với anh nhá, người ta bỏ ông tiêm phục ông và tôi thế, cái đó là nói thật với anh biết đấy, tôi biết thì chứ là bố tôi lúc đó bố tôi tức lắm, cho nên là chúng tôi với trầm cái cuộc tức với trầm cái cuộc tan nát thế này đấy. Vâng. Anh Toàn này, thế con này người nói thật với anh nhá, nhiều người à không có nghĩ đạo đức con người đâu, thương người ta bảo thương là phải chứ. Phải biết cách thì không biết cách là ra hại người đấy. Đấy, có phải thì tầm thường đâu. Thôi, các anh chị trả về không có thì một. Bỏ vào nhà, tiếp tục công việc băm sắn của mình. Song anh Toàn vẫn cảnh giác nếu như có ai bước qua cổng nhà. Khi phóng viên muốn gửi chút quà đến gia đình thì anh Toàn vẫn ngăn cản ngay trước cổng vào vườn, tay anh lăm lăm con dao đi rừng. Anh Toàn cương quyết từ chối mọi sự giúp đỡ về vật chất và cũng như không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Bởi hiện tại hai chị em không thiếu lương thực, họ có thể tự làm nuôi sống bản thân bằng việc trồng rau, nuôi gà. Thôi, bây giờ tôi cũng tạm giữa thôi. Bây giờ nhà cửa điện cá có gì phải vây cả. Cái chỗ đây trắng trắng là cái gì đây? Là sắt rồi đang băm rồi đến khô rồi gà nằm nằm. Đang nắng gió đi tôi quăng ra đến khô chặt chứ không có sân rồi chứ bỏ bộ đó rồi thở đất cũng nhanh khô. Bà nắng rồi. Bên này trồng ngô, ở chỗ này trồng gì đây? Trồng lạc mới nhổ xong, hết mùa lạc rồi. Còn bây giờ làm vườn thì em tôi cũng làm cũng có cơm gạo ạ. Cũng chưa phải là khốn khổ lắm, nằm bốn lòng ở xưa người ta ăn sẵn đằng chuối đằng sông ấy, bây giờ đang sinh mẹ đẻ con bây giờ chứ. Mà bây giờ thì phải là khổ chứ, khổ là so với bây giờ thôi, bây giờ tràn ngập thôi, so với ngày xưa cũng chưa phải là khổ. Đây không có điện, không có tivi, không có nước sạch, công minh cũng phải cải thiện cuộc sống hơn chứ. Thì để bọn em cũng tìm một cái cách để mà giúp gọi là không có đi tivi tivi chứ, nhưng mà đài là tôi cũng nghe thời sự, tôi cũng biết về xã hội, tôi cũng nghe đài đấy, tôi cũng biết xã hội như thế nào, tôi cũng nghe cả, tôi cũng biết. Thế tôi đang bận, tôi cũng không có thời giờ nữa. Thôi các anh chị về đi, bây giờ không có trưa rồi. Có thể vì là người lạ nên anh Toàn, chị Thanh đã không cho tiếp cận với ngôi nhà. Nhưng với người quen cũng không phải ngoại lệ.
Anh Lê Tuấn Anh vốn ở gần và cho biết khá thân thiết với anh Toàn, chị Thanh khi thường xuyên đi chợ mua bán giúp nhu yếu phẩm. Tuy vậy, khi anh Tuấn Anh đưa chúng tôi đến ngôi nhà thì cũng bị hai chị em anh Toàn nhất quyết ngăn cản. Anh ơi! Sao lại cái con đò của anh mà bỏ ra? Anh em là chú cùng với anh vào đây để cho các người đây mượn cơ để anh vào cảm tôi anh chú cảm đáng lẽ ra anh là con người ở gần đây anh thấy đi xe máy vào đây xung qua đẹp rồi đã anh hôm nay là anh vi phạm Anh Thưa quý vị, nhiều người vẫn lo ngại khi hai chị em anh Mai Văn Toàn và chị Mai Thị Thanh sống cùng nhau sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề khi họ đã trưởng thành và còn nhận thức khá hạn chế. Cũng như số phận của thế hệ thứ hai được gọi là gia đình âm binh này sẽ ra sao? Họ có thể hòa nhập lại cộng đồng hay không? Hay sẽ chọn cuộc sống như bố mẹ khi nhất quyết sống tách biệt khỏi xã hội? Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra xung quanh câu chuyện kỳ bí này, nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.